Mến chào quý khán giả đang đến với chuyên mục Chuyển đổi số hôm nay với chủ đề phát huy vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số. Trước khi đến với nội dung chính của chương trình, mời quý khán giả theo dõi phóng sự ngắn sau đây. Thưa quý vị, hiện nay với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ, chuyển đổi số chính là xu hướng của xã hội nói chung và lĩnh vực giáo dục nói riêng. Việc áp dụng công nghệ vào giáo dục có vai trò vô cùng to lớn, tạo nên nhiều bước ngoặt phát triển, mở ra nhiều phương thức giáo dục mới, thông minh, hiệu quả hơn và đồng thời tiết kiệm chi phí cho người học. Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai các mô hình dạy và học tiên tiến trên nền tảng số, có áp dụng lớp học thông minh, nhóm học tương tác, tự học với trợ lý ảo, phù hợp với điều kiện đặc thù, nhu cầu thực tế của mỗi nhà trường, như VNPT e-learning, Viettel Study. Sở còn tổ chức tập huấn dạy học trực tuyến năm học 2021-2022 cho hơn 2.500 cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán trên toàn tỉnh về thực hiện một số phần mềm dạy học trực tuyến. Năm học 2022-2023 đã triển khai kết nối trao đổi dữ liệu cho 442 trường với phần mềm quản lý trường học theo mã định danh và cơ sở dữ liệu ngành giáo dục về IOC của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh. 100% đơn vị sử dụng cơ sở dữ liệu tích hợp các ứng dụng hồ sơ điện tử, gồm sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, phiếu báo giảng, sổ điểm cá nhân giáo viên, thanh toán không dùng tiền mặt. Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên triển khai dịch vụ trực tuyến về xét tuyển học sinh đầu cấp mức độ 3, mức độ 4 và nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình. Đến tháng 11 năm 2022, tổng số lượng cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt là 444 cơ sở. Cái quản lý công nghệ thông tin của sở thì có nhiều cái thuận lợi và hiện nay thì tất cả bên ngành giáo dục thì xử lý những cái phần mềm dùng chung của tỉnh, của bộ và quản lý được tới cấp cơ sở trường học. Song song đó thì kết hợp với bên công an thực hiện cái đề án 06 là tích hợp được tất cả các mã định danh của học sinh đến nhà trường. Đó là những cái thuận lợi. Nhìn chung thì đặc biệt là qua giai đoạn trực tuyến thì tất cả giáo viên đều giảng dạy trực tuyến được. Còn riêng về khó khăn hiện nay là đồng bộ dữ liệu giữa tỉnh, giữa bộ với sở thì nó còn khó khăn ở chỗ mà chưa cho quyền sở cái quyền API để truy cập dữ liệu á. Thành ra có những cái nhập về IOC của tỉnh thì sở còn khó khăn. Thứ hai về có nhiều hạng mục để đấu thầu nhưng hiện nay công tác đấu thầu còn chậm. Thành ra là đặc biệt là ví dụ như về giá cả rồi mình tham khảo nhiều công ty rồi vân vân thì sở rất chậm cái bước này. Đó là khó khăn chung. Trong năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh sẽ tiếp tục tham gia rà soát các tiêu chí giáo dục trong xây dựng chính quyền điện tử theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực hiện số hóa trong giáo dục, xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp với cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị, trong công tác đổi mới, thanh niên Tây Ninh được kỳ vọng sẽ phát huy mạnh mẽ sức trẻ, trí lực và nhiệt huyết, tham gia tích cực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, phát triển kinh tế xã hội, nhất là đóng góp to lớn cho công cuộc chuyển đổi số của tỉnh nhà. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn tỉnh Tây Ninh đã tích cực chủ động tiên phong tham gia vào quá trình xây dựng chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, nâng cao năng lực số cho cán bộ đoàn viên thanh niên. Hoạt động chuyển đổi số được chú trọng lồng ghép thông qua các hoạt động đoàn. Vừa qua, Ban Thường trực tỉnh đoàn đã tổ chức ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính tại chợ Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh. Ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính nằm trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 nhằm phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông, xây dựng nếp sống đô thị văn minh, đồng thời triển khai hiệu quả phong trào ba trách nhiệm trong đoàn viên thanh niên cán bộ công chức viên chức. Đây là hoạt động cao điểm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ Tây Ninh trong việc xung kích đảm nhận thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Trung ương. Thì trong các hoạt động hưởng ứng ngày cao điểm ngày hôm nay thì chúng tôi có tổ chức là chợ thanh toán không dùng tiền mặt. Thì qua cái hoạt động này thì cũng hướng tới người dân, mỗi người dân sẽ có ít nhất là một tài khoản ngân hàng trực tuyến và hướng tới là thanh toán các
các hóa đơn, các chi phí thiết yếu trong hàng ngày bằng hình thức là không dùng tiền mặt và tất cả đều qua hệ thống ngân hàng. Hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản dịch vụ công trực tuyến và tài khoản định danh điện tử VNeID, thì cái này thực hiện chủ trương chung của chính phủ và thực hiện cái đề án 06 của chính phủ là tất cả người dân đều phải có một tài khoản định danh VNeID. Thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ký kế hoạch phối hợp với lại Công an tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử VNeID. Thì tiếp tục thực hiện kế hoạch phối hợp đó, chúng tôi đã lồng ghép vô ngày cao điểm để mà hướng dẫn người dân cài đặt cái tài khoản VNeID. Tỉnh đoàn triển khai với nhiều nội dung chỉ tiêu cơ bản như các hoạt động tuyên truyền lối sống văn minh, ứng xử văn hóa, xây dựng mới, duy trì các tuyến đường văn minh đô thị, tổ chức gian hàng đội rác thải nhựa nhận cây xanh, phát túi bảo vệ môi trường, ra mắt mô hình tập treo, triển khai mô hình chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa, tặng 6 thùng rác cho ban quản lý chợ nhằm phân loại rác tại nguồn, triển khai mô hình chợ chuyển đổi số thanh toán QR code, hướng dẫn người dân về dịch vụ công trực tuyến, cài đặt ứng dụng VNeID. Dạ, trước ngày hôm đó là tụi em set up ở đây, sau đó là tụi em chia nhóm ra để có thể hỗ trợ cô chú. Dạ, em cảm thấy là rất là vui khi được tham gia chương trình này, tại vì hiện tại những cô chú lớn tuổi, cô chú không có được tiếp cận những cái công nghệ thông tin nhiều, nên là được giúp cô chú tiếp cận để làm được những cái giấy tờ hành chính như vậy, em cảm thấy rất là vui. Theo với sự nhận thức người uy tín già làng ở cộng đồng người Tổng Quân đây á, thì tôi cũng đại diện cho một người dân. Phải nói rằng hôm nay tôi đến đây dự với sự nhận thức được tỉnh đoàn có tổ chức về tuyên truyền và hỗ trợ cho người dân về dịch vụ công, về là cài đặt là định danh, phải không? Cài đặt định danh với để cho nhân dân để sự am hiểu. Với một mặt nữa thì thấy là tỉnh đoàn tổ chức, phải nói cái mô hình này rất là hay về cái bổ ích, nhưng mong rằng là tỉnh đoàn sau này còn nhiều cái chiến dịch để là cùng hỗ trợ bà con nhân dân. Nhưng cái khó khăn nhất cho chú á, là vấn đề là người dân mông thì rất là ít am hiểu, thiếu học thức, do đó những người lớn tuổi là không biết chữ, do đó còn khó khăn. Theo chú nhận thức hồi nãy, theo mà chủ tịch phường để mà có cái sự trao đổi là gửi gắm về bên phía tỉnh đoàn á, là phải nói là tôi rất là đồng tình về cái người lớn tuổi ít cái bộ nhớ rồi nó giảm phần nào đi, nhưng do đó mà có con em mà học sinh hay là trẻ rồi bây giờ nó đi học á, thì mình nên trao đổi ở trường xong về là trao đổi là gia đình, thì cái đó là hay nhất. Một số hoạt động đoàn tiêu biểu liên quan đến chuyển đổi số trong tháng 8 phải kể đến như xã đoàn Chà Là ra mắt mô hình số hóa địa chỉ đỏ, căn cứ láng Chà Là, in 500 móc khóa có mã QR về di tích, 100% đoàn viên thanh niên và đông đảo thanh niên công nhân đã được nhận móc khóa. Công trình phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, sức sáng tạo của tuổi trẻ trong tuyên truyền quảng bá các giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống lịch sử của quê hương và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa du lịch. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn định hướng các cơ sở đoàn tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm, tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của đoàn, phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi. Trong đó ưu tiên sử dụng các phần mềm, các app dùng chung như app Thanh niên Việt Nam, phần mềm quản lý công tác đoàn VNeID, eGov, Tây Ninh Smart và hộp không giấy. Ngoài ra khuyến khích các cơ sở đoàn tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức số, năng lực số, khuyến khích sử dụng thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến. Cho đoàn viên thanh niên, khuyến khích xây dựng bản đồ số, số hóa các tài liệu hiện vật thông tin về các địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ, phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn để nắm bắt xu hướng thị hiếu thanh niên trên địa bàn. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chuyển đổi số kỳ này. Chuyên mục chuyển đổi số được phát sóng vào lúc 16 giờ 50 phút thứ hai, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng trên kênh TTV11 và trên các hạ tần số YouTube, Fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.